Em thấy anh mới mua máy giá trị nó cũng cao ấy, thì chắc là mình cũng dự định là sử dụng khá là lâu dài, nên em nghĩ là bây giờ bên em đã có một cái gói combo bảo hành toàn diện cho máy, thì em lấy cái combo này cho anh nhé. Khi mà anh sở hữu cái gói combo này ấy, thì khi không phải anh sẽ không phải lo về cái vấn đề là bảo vệ của máy nữa, vì thứ nhất là mình đã được bảo hành thêm 1 năm nữa, thứ hai là về cái vấn đề nó rơi vỡ những thứ thì anh cũng sẽ không hoàn toàn là phải lo, bởi vì là mà anh cũng biết là bây giờ mỗi một lần là rơi vỡ hoặc là bị lỗi máy ấy, thì sẽ phải sửa mất rất là nhiều tiền, màn hình thì có thể lên tới 5-7 triệu, còn sửa những cái khác thì chắc là cũng không dưới 2 triệu được. Đó, và linh kiện chính hãng thì anh biết nó cũng đắt như thế nào rồi, mà cái gói này thì khi anh mua cùng với em cùng với thêm cả combo phụ kiện với các cái những thứ khác như là kính cường lực này cũng bảo hành vệ màn hình cho anh này, ốp lưng thì cũng bảo vệ toàn diện máy, củ sạc bên em thì cũng là củ sạc chính hãng đó, anh sẽ có rất là an toàn và không phải lo lắng về cái vấn đề là chập cháy. Sạc MagSafe thì lại càng thì cực kỳ là xịn sò khi mà anh dùng những cái dòng này, mà anh biết là sạc dự phòng bây giờ đi đâu mấy, mà khi anh mua cái bộ này ấy, thì giá nó sẽ rẻ hơn 1 triệu khi mà anh mua bình thường xé lẻ ra, thì em thấy nó cực kỳ hợp lý cho mình. Thế cho nên em nghĩ là mình lên lên lấy cái gói này cho anh. Nếu như mà sau 30 ngày mà anh cảm thấy là vẫn không có ưng ấy thì cứ qua phía bên em sẽ hoàn lại tiền cái gói bảo hành cho anh nhé, thì em lấy cho anh cái gói này nhé.